Nay mình sẽ làm bún riêu cua ngay tại nhà. Cái này là gì đây? Đó là cua đồng xay. Cua đồng xay nhuyễn. Đây là gạch cua này. Đây là nạc. Nạc xay. Thịt heo băm nhuyễn này. Mình cứ lọc như vậy này 2-3 lần. Thì nào có nước nó trong, nó còn lại bỏ cua thì bỏ. Sôi hả các bạn? Mình cho thêm một ít hạt nêm. Mình sẽ cho thêm ít gia vị vào. Nước cua chúng ta sẽ nhìn thấy rõ là nó sẽ đông cục này, đông cục thật nhẹ, quá nhẹ thôi thì cua nó rất dễ cháy, nếu mà để trứng lửa như bọn cao quá thì cháy. Hành.
trộn đều. Gà ta sẽ lấy trồng đỏ thôi. Thêm 2 trứng gà nữa các bạn. Mình sẽ lấy trồng đỏ luôn rồi. Thank you.
gặp cua nãy mình vớt ra chén. Bây giờ mình sẽ tao sơ lại cái dầu. Sau đó tao cái dầu xong rồi mình sẽ bỏ vào nồi nước riêng để cho nó có cái màu vàng. Nếu như ở ngoài thì họ sẽ bỏ hạt điều để có màu tạo nên màu màu vàng vàng. Chưa? Đó, nó đã thấy màu vàng chưa? Đó, rất là đẹp. Rau thì tùy mỗi người ha. Rau thì có người thích ăn rau trộn hay rau sống. Đây là cái tô đầy đủ. Bún riêu cua ở nhà tự nấu rồi các bạn.